Quay trở lại kênh YouTube của mình là Kiên, và ngày hôm nay thì sẽ làm một cái video khá là ngắn thôi, tại vì tuần này mình khá là bận nên là chưa có thời gian để đi quay những cái video mới. Thì trong cái video này mình sẽ cảnh báo các bạn về cái tình trạng bán fake khá là mới, khá là tinh vi hiện nay, mà có khá nhiều bạn inbox cho mình hỏi về cái chất lượng sản phẩm của cái nơi bán đó. Và cùng với đó thì mình sẽ trả lời một cái câu hỏi mà mình thấy rằng có khá nhiều bạn inbox hỏi mình, đó là mua bao nhiêu nước hoa cho đủ, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong cái video ngày này nhá. Cái chủ đề đầu tiên là mình nói trong video này đó là cảnh báo về cái tình trạng bán fake khá là tinh vi, khá là mới hiện nay. Thì mấy ngày trước thì mình có lướt Facebook thì mình có thấy rằng có hiện đề xuất quảng cáo ở trên vào cái tường Facebook của mình, đó là Lilabo bán với giá 49 đô. Cụ thể đó là chai Another 13 ấy. Thì mấy ngày sau thì cũng có nhiều bạn theo dõi kênh của mình có inbox cho mình hỏi là anh ơi mua nước hoa ở trang này được không. Thì ngoài trang cái Lilabo ra thì còn có những cái trang khác như là Chrome Fox Killian này, cũng đều với giá 49 đô. Và cái trang đó thì mình có ấn vào để xem thông tin. Thực ra thì mình đã biết trang đó là trang fake rồi, tại vì với cái giá 49 đô thì gần như rằng chả bao giờ có cái giá nào bán Lilabo với giá đó hay là những chai nước hoa khác giá đó cả. Nhưng mà mình vẫn ấn vào xem thì trong cái giao diện của nó thì rất là giống một cái trang web của chính hãng, nhưng mà không có tích xanh, không có chính chủ hay là cái tên miền nó như những cái trang web khác. Mà những trang web đó khi các bạn ấn vào đặt sản phẩm một cái thì nó sẽ hiện ra cái phần điền thông tin đấy các bạn. Và sau ngay sau khi điền thông tin vào thôi nhá, thì khoảng tầm 5-10 phút sau có một bạn ở Lilabo Việt Nam, bạn ấy gọi điện cho bạn và bạn ấy chốt đơn một cách nhanh chóng, thần tốc, một cách kinh khủng luôn. Thế mới thấy rằng thị trường nước hoa Việt Nam nó phát triển như nào đúng không? Các bạn thấy không? Khoảng tầm 5-10 phút sau khi các bạn nhập thông tin vào một cái trang web các bạn nghĩ rằng chính hãng, thì đã có ngay một bạn gọi là chăm sóc của trang web đó gọi điện cho bạn nói tiếng Việt luôn, mặc dù đó là trang web theo như các bạn nhìn vào đó là thằng ghép của nước ngoài, nhưng mà người ta lại nói tiếng Việt để chốt đơn với bạn. Thì các bạn biết được rằng là chất lượng sản phẩm và cái độ uy tín của cái nơi mà bạn vừa điền thông tin để mua hàng như nào đúng không? Nếu bạn nào lăn tăn thì tôi mình nói thật là đừng có mua, mua vào thì chắc chắn là hàng fake. Và trong cái phần tin nhắn chờ của mình ấy thì mình có đọc được có khá nhiều bạn đã mua ở sản phẩm ở đó và nhờ mình check hộ. Nhưng mình bảo là thôi, nếu mà cái giá 49 đô thôi em không phải check đâu, tại vì đó chắc chắn là người Việt lừa mình thôi, người Việt lừa người Việt thôi, chứ chả ai ở nước ngoài mà người ta bán với cái giá đấy thì không đến lượt bạn mua đâu, lại còn sờ ship về, lại còn rất là tinh vi, đó là order 10-15 ngày. Trời, mình nói thật chứ nếu như các bạn nào mà có cái giá đấy thật ý, thì các thương nhân Việt Nam đã ôm sạch rồi, không đến lượt các bạn đâu. Cái đối tượng lừa đảo đấy, người ta luôn đánh vào cái tâm lý ham rẻ của người mua, và thậm chí là người ta đầu tư chạy quảng cáo luôn để cho bạn tin rằng đó là trang chính chủ của các thương hiệu lớn để họ lừa bạn thôi. Còn về nếu như bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì các bạn có thể xem cái video là phân biệt nước hoa out of fake, cũng được hơn 20.000 view của mình ở đây. Thì cái vấn đề về giá là cái vấn đề đầu tiên các bạn nên đặt lên. Các bạn đặt dấu hỏi làm gì, một chai nước hoa nó bán tại chính hãng nó có giá tầm 6-7 triệu, mà về Việt Nam mà làm gì có sale được mức như thế nào mà xuống có 49 đô mà còn ship về Việt Nam luôn cho các bạn, mà chăm sóc viên là chăm sóc người Việt luôn. Thì các bạn phải đặt dấu hỏi cực kỳ lớn. Mà thôi mình nghĩ là cũng không cần phải đặt làm gì cả, chắc chắn nó là fake luôn. Chúng ta cùng nhau đến với cái vấn đề thứ hai thì trong video lần này, đó là mua bao nhiêu nước hoa là đủ. Thì mình thấy cái câu hỏi này khá hay thì mình sẽ bày tỏ quan điểm của mình. Thì với hơn 5.000 bạn theo dõi kênh YouTube của mình ở đây thì chắc hẳn là các bạn sẽ không chỉ có một chai nước hoa đúng không? Ít nhất sẽ có người có 2 chai đổ lên này, hoặc là nhiều người thì sẽ có 5-6 chai, thậm chí là có nhiều người nhiều hơn cả số nước hoa đằng sau lưng của mình, để các bạn có thể đổi gió sử dụng vào dịp này dịp nọ. Nhưng mà có một số đông, đa số những người ngoài kia, trong đó có cả những người bạn của mình, họ đã chơi nước hoa, thậm chí là họ đã dùng nước hoa trước cả mình nhá, dùng nhá, chứ không nói là chơi, họ dùng nước hoa trước cả mình. Và đến bây giờ thì họ vẫn chỉ dùng duy nhất một chai nước hoa, họ cứ hết là họ mua. Thì mình cũng có, sau khi mình tìm hiểu thế giới nước hoa này thì mình cũng có recommend, mình bảo là tao thấy cái mùi hương này nó khá là hay, nó phù hợp với mày, nó tốt hơn cái mùi nước hoa mày đang sử dụng, mày có thử không? Thì nó bảo là ôi tao chả muốn thử gì cả, tao thấy rằng nước hoa này được rồi. Thậm chí là mình bảo là mày hãy mua chai 200ml đi, dùng cho nó sướng, chứ từ thì mua chai 100 rồi hết một năm mày lại mua một chai khác. Nhưng mà nó bảo là không, tao thích thế. Thì mình thấy rằng là
đa số ở những người sử dụng nước hoa ở Việt Nam ấy, phần đông họ vẫn có cái suy nghĩ rằng là chỉ cần một chai nước hoa là đủ. Và người bạn của mình cũng nói một cái câu mình nghĩ rằng cũng khá là đúng, đó là với tao nước hoa là cần thiết nhưng mà không nhất thiết phải đầu tư. Nghĩa là nó chỉ cần một cái mùi hương để nó có thể đi ra ngoài đường một cái tự tin thôi, chứ nó không cần, không quan tâm đến cái vấn đề là à mùa đông phải dùng nước hoa này, mùa hè dùng nước hoa kia, đi chơi dùng một kiểu, đi tập hay là đi hẹn hò dùng một kiểu, đi làm một kiểu khác nhau. Với họ thì chỉ cần một mùi hương họ có thể dùng quanh năm suốt tháng. Và thường thì những người dùng thuộc cái tuýp người này thì họ sẽ tìm đến những cái chai nước hoa mà nó phổ thông, nó đa dụng và nó từ các thương hiệu lớn như là Blue de Chanel này, rồi Dior Sauvage này, rồi Acqua di Gio, rất nhiều những cái tên đó. Thì còn một cái nhóm người nữa, ngoài cái nhóm người mình vừa nói trên thì đó là những cái bạn mà mua những cái chai nước hoa, thì đại khái là mua những chai nước hoa nổi tiếng trên thị trường như kiểu được hai lên trong một cái thời gian dài, như là Baccarat 540 này, rồi Kilian Good Girl Gold Best, các thứ các kiểu. Thì về đa số những người này thì đã biết cách sử dụng nước hoa về cơ bản. Và cái thứ hai là họ biết là nên vào dịp nào nên dùng mùi nào, dùng mùi nào. Họ không quan tâm đến lắm đến là à mùi này được làm ra như thế nào, do ai làm. Họ chỉ cần quan tâm là họ có những nhiều mùi và họ có những cái lựa chọn và những dịp khác nhau. Còn một cái số khác, một cái số khá nhỏ đó là những người đam mê chơi nước hoa, nghiện nước hoa. Họ sưu tầm từ các brand, đến từ các line, từ các chai vintage hay là những cái, hay là những cái gu mùi hương của họ, những cái nốt hương, thì những cái phần gọi là những cái, gọi là những cái con nghiện, mình gọi là những con nghiện với nhau thì không nói. Nhưng mà trên quan điểm cá nhân của mình thì mình nghĩ rằng là các bạn, nếu như các bạn sử dụng nước hoa thì các bạn nên có hai chai nước hoa, một chai mang những tông ngọt ngào ấm áp, một chai mang những tông mát mẻ, có thể xài vào mùa hè, còn chai tông ngọt ngào với các bạn xài vào mùa đông, thì các bạn có thể đổi gió cho nhau. Thực ra nói chuyện mùa đông và mùa hè ấy, thì nó cũng như là các bạn đi chơi và đi hẹn hò thôi. Các bạn đi làm và các bạn một chai buổi sáng, một chai buổi tối, thì các bạn có thể đổi gió với nhau. Chứ mình nghĩ rằng là xài một chai thì nó sẽ gây quá cái sự nhàm chán. Vậy quan điểm của bạn về vấn đề này thì sao? Theo bạn thì nên sở hữu khoảng tầm bao nhiêu mùi hương là hợp lý? Và những chai nước hoa mà bạn đang sở hữu là những chai nước hoa gì? Hãy comment cho mọi người bên dưới biết. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình, chia sẻ video này để cho nhiều bạn nào còn đang lăn tăn về vấn đề là mua nước hoa ở những trang web kia thì các bạn có thể biết được rằng đó không phải là nước hoa chính hãng. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại, bye bye.